xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Mấy đứa biết mùa này là mùa gì không? Mưa chứ đâu anh Phúc. Trời, mùa này mà mùa mưa luôn. Mùa nắng. Mùa lúa. Ý anh hỏi đây là mùa gì liên quan đến trò chơi nhân gian? Bài. Nghĩ gì? Bỏ luôn đi. À, mùa diều. Chính xác, đó chính là mùa diều nha các bạn. Ngoài đồng đang có nhiều cơn gió rất là thuận lợi cho chúng ta thả những cánh diều đây nha các bạn. Mấy bạn yêu cầu mấy em mình làm diều giấy rất là nhiều nha. Diều mua thì bình thường rồi. Đúng rồi anh Vũ, mình tự làm nó mới có ý nghĩa. Chính xác. Sao mấy đứa làm được không? Dạ được. Nếu được thì ngay bây giờ, không để các bạn chờ lâu nữa, mấy em mình sẽ đi làm những con diều và anh sẽ cho mấy đứa thi. Anh Vũ ơi. Sao? Có giải thưởng không? Tất nhiên thi là phải có giải thưởng. Và người thắng cuộc trong trò chơi cũng như là thử thách làm diều lần này, giải thưởng trị giá là 1 triệu. Yeah. Dành cho diều ai bay được và bay cao nhất. Yeah. Được không? Dạ được. Nếu được thì ngay bây giờ. Đây rồi. Let's go. Đi làm diều nha các bạn. Bỏ xuống làm diều bé ơi. Sao mấy đứa chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chưa? Dạ rồi. Làm diều của chúng ta thì cần có là dao, kéo, hồ dầu, là keo đó các bạn, giấy đó, nhiêu đó là đủ rồi. À, thêm mấy nữa là cần những cái cuộn dây thả diều nha các bạn. Bây giờ đầu tiên làm gì đây? Làm giấy. À, mình tạo giấy bằng giấy đó không? Làm cái gì trước cũng được hết, nhưng phải làm sao để kết hợp với nhau tạo thành một chiếc diều, đó mới là điều quan trọng, được chưa? Dạ được. Ủa, thường sử dụng giấy báo làm gì ạ? Làm diều bự anh Phúc. À, hợp lý đó. Diều quà chắc khổng lồ luôn quá ta. Diều quà quá cái lên cảnh mưa xuống kia chèm luôn. Giấy của mày cũng ướt vậy, riêng gì giấy báo của tao. Làm diều mà ra ngoài đồng làm mát lắm nha các bạn. Gió nó thổi hiu hiu, làm xong thả cái nước đã. Không biết có quay không mà đã. Mày làm phải tự tin cho nó bay chứ mày. Ê quà nhiều giấy báo ơi, cái tin tắm làm cái quà. Dạ. Cảm ơn nha. Đó. Còn mình diễn thật sẽ sử dụng giấy tập để làm diều nha. Ở xung quanh đây người ta đang mở nhạc hơi ồn chút nha các bạn, thông cảm. Nhạc sống suốt ngày nghe điếc lúc tai em chết luôn. Để làm được con diều các bạn phải làm bộ khung diều. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chuốt cái tre này nhỏ lại để làm khung diều nha. Ê tụi bay có con dao nhỏ không cho tao mượn coi. Tao nhỏ sao tụi bay đưa tao con dao bự vậy hả? Thì bởi mày nhỏ mày mới xài mấy cái to cho nó to theo chứ. Thôi đi ba, phải chi ăn uống đưa tao cái to đâu còn thích. Cái này làm việc mà đưa tao cái nặng không à. Mày chuốt cây mày chọt cho người tao hoài kìa. Ê, lỡ xin lỗi nha. Mấy cái tre này nè, các bạn chuốt cái hưng nó cỡ tầm cây nhang là được rồi. Mục đích là cho nó nhẹ và diều dễ bay lên nha. Chứ cái thân tre nào mà bự quá nặng nữa, nặng diều bay không nổi đâu. Ủa mày không lo chú cây đi quà. Tao cắt giấy trước rồi tao đo cây. Đo đúng kích thước cây mới chú cây. Cắt cho ngay cho thẳng nha các bạn, chứ không lệch một xíu thôi là nó lạng liền. Sau khi chúng ta chuốt được cái bộ khung á, chúng ta sẽ dán nó lại nha. Kết nối với tấm giấy này để tạo ra bộ khung diều nha. Bây giờ mình sẽ cố định thanh tre bằng giấy dán hồn nha các bạn. Cứ dán hết rồi các bạn mang đi phơi để cho khô nha. Chứ hồn mới dán vô chưa khô liền đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ cố định phần cánh của nó bằng thanh tre này. Còn cánh diều này mình sử dụng con dây mình cột lại cho chắc. Sau đó chúng ta cố định khung diều, còn lấy giấy dán diều lại. Đây các bạn, giờ mình sẽ đi phơi nắng rồi, đem vô dán tiếp. Tại hồ dán chưa khô kịp nên mấy anh em mình sẽ đem đi phơi nắng tí làm tiếp nha các bạn. Bạn xong chưa em? Em đang dán cố định lại rồi Phúc. Ok.
Wow. Hợp lý đó. Đó. Nhưng mà giấy báo thì nó mỏng lắm nha. Anh không biết lên trên đó gió vũ nó có rách giấy không nè. Không biết làm xong con diều này nó bay nổi không trời. Không nổi thì chìm mày. Sao mà dán cái diều mày y chang thương bệnh binh vậy mày? Dán nhiều vậy cho nó chắc mày. Giờ mang đi phơi, hồi nó khô làm tiếp. Trong khi chờ diều khô mấy anh em mình sẽ làm đuôi diều. Đuôi diều có tác dụng là giữ thăng bằng cho diều bay cao nha. Ê nhả đuôi cái này được chưa mày? Hả? Sao đuôi của mày cùng cùng chứ thằng lằn đứt đuôi chứ mày? Nằm dài ra chút đi ba, nó mới giữ thăng bằng được cái diều. Ok luôn, cắt tiếp. Tao dán cái đuôi dài hết lóc luôn. Dài vừa vừa thôi ba ơi, mày dán nặng quá nó bay không nổi đó, diều mày nhỏ đó. Ủa sao mày không cắt đuôi diều đâu? Mày làm gì mày gấp hoài hả? Thì tao đang cắt đuôi diều nè mày. Ủa cắt kỳ mày, cắt như tao vậy nè. Rồi mày để tao làm đây chút rồi mày sẽ thấy. Coi nè nhả. Ủa nhanh dữ mày. Quan trọng là sử dụng cái đầu. Giờ cắt cái này ra là kết nối là thành cái đuôi các bạn. Wow, tính ra đã thông minh chứ mày. Ý mày là sao mày? Thì tao đang khen mày mà. Sao xong chưa mấy đứa? Chưa. Sao? Ok, dán lên bên kia một cái đuôi nữa. Dạ. Phải hai đuôi nha các bạn, nhiều phải hai đuôi mới đẹp. Giờ được hai đồng đuôi dài rồi các bạn. Giờ mình sẽ dán vô. Giờ chúng ta úp ngực lại và dán đuôi thứ hai nha. Và đây, chiếc diều của chúng ta đã hoàn thành. Giờ mang đi phơi nắng cho khô. Và sau đó chúng ta sẽ kết nối dây diều để thả các bạn. Các thành viên của chúng ta đang trong giai đoạn hoàn tất những chiếc diều của mình. Chỉ còn công đoạn cột dây nữa là xong thôi các bạn. Bây giờ cùng lại xem coi mấy em cột đúng không nha mọi người. Đúng rồi coi. Ai chị cứng cột hả? Em tự cột. Cột sao nói cho mọi người nghe coi. Đây nè các bạn, tạm thời quên cái này đi nha. Cái nào? Cái này đền luôn. Cái này là cái nào? Em cột vô cái sợi dây này nè. Dây thả đúng không? Này, đầu tiên chúng ta phải phét ngay cái lỗ nhỏ ở đây và cột cho nó cứng vô nha. Ok. Không là đang bay nó sức là không biết tại sao nó rớt. Còn đây là phét hai lỗ dưới đây nữa nghe cho nó cứng nhiều á. Rồi chúng ta sẽ cột cái nó nhỏ trên giữa này là cột con dây thả. Vị trí nào mới được quan trọng. Rồi. Vừa nói xong giục luôn. Thôi tôi giỡn bỏ. Đâu đặt lại đây nói cho mọi người coi coi. Ê sao đạp tôi đâu mày. Trời ơi, nó có cái đuôi mà cũng đạp nữa. Cần đạp đứt đuôi nó là đền đuôi nó đó. Vậy em có đuôi đâu không? À đuôi diều. Đầu tiên chúng ta cột hai sợi dây từ đầu. À. Từ đầu xuống đuôi. Đuôi chứ không phải là phần đầu đuôi ha. Ừ. Rồi chúng ta sẽ chọn một điểm góc chéo. Khi bạn kéo ra chỗ này vuông góc thì các bạn canh chỗ này ha. À. Canh nó làm gì? Để cột. Ok. Good job. Good job. Nói chung là cách của cưng hướng dẫn anh không hiểu luôn. Ừ. Vậy đi. Quan trọng thả có bay hay không ha. Dạ. Sẵn sàng chưa? Rồi. Diều của nhà đâu cho coi coi nhà. Hả? À. Dĩ rồng. Gì? Dĩ rồng. Diều này là diều dĩ rồng đưa phong luôn. Nè thấy không? Hai mắt nè. À. Cái miệng nè. Wow. Đó. Diều gì không có đầu, có đuôi, có cánh, có nghiếc gì hết chứ. Có diều to nè, có cánh nè. Wow. Có đuôi nè. Có mỏ nè. Đâu phải ra đó. Làm phải làm cho tới. Diều không có cánh sao quay. Mày thả mày bay đi, mày hả nói mày. Ok luôn. Thả thôi. Đây. Giờ mình là diều. Sao mấy đứa sẵn sàng diều mình chưa? Đâu đưa mấy con diều của mình lên coi coi. Đẳng cấp làm diều cũng khá là đẹp nhưng mà để coi có bay được hay không nha các bạn. Thấy nó thiếu thiếu gì á Đặng ơi? Thiếu gì anh Phúc? Anh không biết nữa, tí thả lên đi rồi biết à. Đây cục hòa thượng đây các bạn. Nó bay kì anh Phúc. Sao nó lượn dữ quá. Gió mạnh quá anh Phúc. Của Đặng. Lại của nhà ngáo chúng ta cùng xem coi. Ôi bay không mà sao thấy có vẻ nó cứ xìu xìu xuống vậy đi. Hả? Để anh Phúc ra coi gió lên nha. Ừ. Ây Ây. Bay không nhả? Bay luôn rồi. Thấy xui đúng không? Đúng rồi. Cô thật ghẻ kìa, cô thật ghẻ cứ lẹt đẹt lẹt đẹt dưới đất kìa, không ai lên nổi kìa. Ôi lên lên rồi, lên rồi. Rồi bây giờ ai là người thả trước đây? Cùng lúc thả luôn đúng không? Khỏi chạy ha, đang có gió rất là mạnh nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Rồi.
Mỗi người chỉ được quyền thả một lần duy nhất để xem có diều ai bay được và bay xa nhất nha. 1, 2, 3, xa xa này kìa. Để nó cuốn dây vào nhau nữa cưng. Vâng, thằng kẻ đang lên diều các bạn. Diều hòa thượng cũng đang lên. Diều hòa thượng lên cao rồi. Hay quá Hòa ơi. Rớt xong là thua. Sao cười ngà ngáo giống con Long Quăng quá vậy ta. Bay quá Hòa. Đi xa xa nhờ Hòa ra chứ không để. Rồi. Bay qua ruộng cho anh đi. Nè né Hòa đó kìa. Vẫn dính dây Hòa kìa. Ơi. Không có dính đâu. Dính. Đừng. Dính dây rồi. Làm như thế. Cưng đi ra đây đi. Rồi. Đây. Cái gì vậy? Sao của thằng kẻ với lại nâng cấp đâu rồi? Hai thanh niên này đâm đầu rồi. Vâng, diều của Hòa Thượng đang bay rất là cao. Của nhà ngáo còn không kém hình nha các bạn. Của nhà ngáo cũng đang đua với cụ Hòa Thượng kìa. Wow, cụ Hòa Thượng cao múc chị luôn mà bay rất là đẹp luôn các bạn. Tụi em còn lăng quăng này. Ôi, cụ Hòa Thượng đẹp không? Thấy cái đuôi đẹp không? Đúng rồi, đó vui. Ôi, bà chim kìa không? Bà chim kìa qua, hút bà chim luôn mà. Bà chim đang bay gần lại của diều của hai đứa kìa. Ôi, nó trẻ luôn, nó chạy bay luôn rồi. Chạy bay luôn rồi. Ôi, diều của Hòa Thượng bay rất là đẹp. Diều Hòa sao chơi lại diều em được? Anh vô ai diều em nó lạng rồi kìa. Lên luôn, đúng rồi, giật nó lên. Đừng giật quá, còn dừng đứt dây luôn đó. Còn hai thanh niên kia thả kiểu gì không lên được rồi. Ê thật, có chân ra cắm đầu xuống nước thật. Cô đăng cấp đằng kia cũng đang lên kìa các bạn. Ôi, có chân. Nguy hiểm. Ôi, sao cô nhả y chang như con Long Quăng vậy nhả? Ê, rồi. Lên không? Lên nổi không? Lên không? Quá, wow, của nhà ngáo lên lại rồi các bạn. Cưng đi ra đây nè. Để anh giật lên cho. Ơi. Của nhà ngáo lắc quá. Quá trời làng rồi. Coi cục Hòa Thượng bay đẹp không kìa các bạn. Ô, không để ý, của đẳng cấp bay cao lắm nha các bạn. Đó. Ôi, của đẳng cấp đằng kia, Hòa Thượng sắt đây luôn. Đẳng cấp và Hòa Thượng đang đấu nhau các bạn. Ơi, đẳng ơi, diều của đẳng đang cắm đầu xuống. Chết rồi. Ơi, đừng ra xuống nước. Giúp bờ. Ơi. Diều của đẳng cấp mới bị lan sao mà rớt luôn hai cái đuôi xuống dưới nước rồi các bạn. Diều em đâu rồi? Hoạt động hơi gió các bạn thông cảm nha. Rồi xong luôn, diều em tan nát luôn rồi Đặng ơi. Được rồi coi. Trời đất ơi, diều của Đặng nè. Trời ơi. Còn là gì là diều nữa Đặng. Thôi, chia buồn cùng em luôn. Diều nhà ngáo và thật ghẻ đang chuẩn bị đối đầu nhau các bạn. Và hiện tại thì hai sợi dây đang vướng vào nhau, hai thanh niên đang gỡ ghi thế luôn. Diều Hòa Thượng này các bạn đang bay rất là cao. Bay cao mà còn bay êm nữa, không lăn lách đánh bọng như hai diều, hai thanh niên ấy dưới này. Hai thanh niên dưới này y chang như hai con... con gì nhả? Long Quăng đúng không? Hai con diều kìa. Mày có ghét không? Ê, cắm đầu kìa. Ê nhả, tao mày đã hết cuồng dây, coi diều nào bay xa hơn rồi mày. Thôi đi, thả hết cuồng dây mất diều luôn á. Diều mình đi xa xa đằng kia rồi các bạn. Nó lắc như con dòi luôn. Coi diều anh với diều nhả đang đá nha các bạn. Đặng cái hộp mũ kìa. Sao? Đặng cái hộp mũ này chơi kìa. Ủa, Đặng làm gì em? Chế lại đúng rồi. Chế sao? Lấy hộp mũ gắn vô. Sao? Lấy hộp mũ gắn vô. Bông mũ? Dạ. Ở đâu có bông mũ gắn vô? Dưới kia kìa. Trời đất ơi à, bọc phân của người ta. Cưng lấy bọc phân luôn hả? Có gì đâu. Bay nổi không? Trời ơi, tội nghiệp thằng bé thấy ghê. Giờ chế diều chơi chứ sao giờ. Diều của nhà ngáo và thật kệ là diều song sinh nha. Hai cặp diều này y chang nhau luôn. Đó. Bởi nó bay lẹt tẹt ở dưới, nó không bay lên cao nổi. Còn riêng diều của Hòa Thượng đang rất là cao. Cách xa diều của hai thanh niên này tầm 5 đến 60 mét các bạn. Diều em là bay cao nhất. Vậy em bay cao nhất luôn đúng không? Ừ. Quá dữ. Bay sao đúng rồi, bay sao bay xuống sông luôn mà. Và người thắng cuộc ngày hôm nay đó chính là diều của Hòa Thượng. Xin chúc mừng Hòa Thượng. Sẵn rồi, dục diều luôn. Bay em. Đâu mà phấn khích quá, dục diều luôn vậy.
Mình mới thả hết cuồng dây của mình rồi, giờ lấy cuồng dây của nâng cấp, thả cái nó xa bao nhiêu nha. Đấy, giờ mình sẽ thả. Phải lên, phải lên, giật. Có vẻ như nhìn qua camera không thấy được diều của quả thượng nữa các bạn. Đó, mình thấy nè, thấy không? Thôi, mà nó nhỏ xíu quá xa rồi các bạn. Nhìn nó y chang như là con dây nọ. Con mũi. Ngồi xuống anh hai ơi, đưa nguyên cái chảo vô mạch người ta rồi nè. Con diều với con ngủi người ta. Ừ. Gì đã? Đang làm gì đó? Bắn nhiều cũng quà. Bắn được không? Trời. Wow. Đó, wow, bắn rung nhiều luôn kìa. Nghe chưa? Quá dữ, quá dữ. Thả nhiều mà tôi không biết thả nhiều với chó. Hả? Mày đi hóa diều người ta chứ mày thả gì? Anh thả kiểu gì mà để anh diều cắm đầu xuống sông rồi đặng? Buồn thì chứ các bạn. Đang thả tự nhiên ngon lành nhiên rớt luôn. Cắm đâu không cắm mà cắm thẳng xong luôn. Bớt buồn đi bạn ơi. Đứt hai cái đuôi luôn á. Thôi, bạn thua rồi. Bạn cũng thua đó. Nè, cuốn giùm đi. Một cuộn dây đó bao nhiêu mét ta? Dài lắm. Hả? Cưng thả kiểu gì mà nó diều nó bây giờ nó bay múc chị thúc mày mị đằng kia rồi sao mà cuốn nổi? Mười mấy mét đó gì? Cái gì một cuộn dây dù của nó biết bao nhiêu mét mà nói dù loại nhỏ loại nhỉ đó nha các bạn chứ không phải là loại lớn đâu. Thôi nhỏ xíu à. Ê ghẻ, tao mày chơi trò hả gì diều chụp nè. Chơi luôn mày sợ gì? Cắt che liền. Ok mày luôn. Còn dây vô cục đá nha. Ok luôn. Ok. Để dưới đất cho chạy nha. 1 2 3. Ghẻ, dưới đó ghẻ. Rồi, tôi dưới kịp trên lên. Tôi dưới kịp trên lên. Vâng, vâng lên. Vâng, chạy cho mặt nước luôn rồi. Rồi, cô qua thôi, cô nhặn áo đi luôn rồi. Nhặn áo, rồi, cô nhặn áo đi luôn rồi. Sao thả đã chưa? Rồi. Đi về ha. Dạ. Bữa sau ra thả tiếp nha. Hòa thượng đi lên cưng. Đi đi lên. Xuống lấy cái diều cũng nhả lên mày. Coi cái diều của nó nào đang bay lên kìa. Ngon lành cành đầu. Hả? Em ơi, nó bị rất kẹt của mình ơi. Nó dớt ngay bụi luôn kìa. Ủa nhả cái diều của cưng bây giờ nó vướng nó bay bên kia cưng không lấy về luôn hả? Để có gì mấy người nông dân đi ra cho họ thả luôn. Diều của nhà ngáo bị vướng giữa ruộng các bạn, mấy em mình không vô được. Bây giờ vẫn còn bay kìa. Rồi. À. Đó. Sao hôm nay thả diều thấy vui không? Thấy vui. Rất là vui nha các bạn. Dưới quê mấy em mình cứ tới mùa diều là mấy em mình vẫn làm diều để thả. Tuy nhiên, mấy em mình không quay lại clip thôi. Ngày hôm nay được yêu cầu rất là nhiều cho nên mấy em mình mới quay lại clip để cho các bạn cùng xem những chiếc diều mà mấy em mình tự làm bằng diều giấy. Ôn lại tuổi thơ đúng không mấy đứa? Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại một like, một chia sẻ, đăng ký, nhấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất của tụi mình. Đồng thời và subscribe để quay kim cương ủng hộ mấy anh em nhé các bạn. Đừng quên mua hạt riêu hoài liên vương uy tín và rẻ chất lượng nha. Quay càng nhiều nổ hũ càng cao nhớ nha các bạn. Tạm biệt mọi người. Let's go, let's go. Và bây giờ là phần quan trọng, đó chính là phần trao giải cho người làm diều hay nhất, bay cao nhất và đẹp nhất ngày hôm nay, đó chính là Hoa Thương. Đây. Ui giời. Ba đứa kia đáng lẽ bị phạt cái tội không biết mang diều về, để diều lạc trôi mỗi nơi mỗi cái. Cái này đừng bàn nản nghe thôi. Đừng đặt. Ờ mà ta thả một cái diều mà. Cô cưng là xui bị lao xuống sông đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nãy em cầm diều. Dạ. Cưng là cưng. Chào tạm biệt mọi người, xong cái cưng lỡ tay cưng quăng luôn. Đáng lẽ cũng bị phạt luôn. Nhưng mà thôi. Vui ha. Dạ. Thôi mấy anh em mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Bye bye mọi người. Bye. Làm gì tiền này đây? Về đưa ba mẹ anh Phúc. Làm gì? Đưa ba mẹ.
đỡ nè, dẫn tao đi ăn gì đi. Thôi thôi thôi, thôi bỏ ý định đi nha. Thôi thôi, tạm biệt mọi người, mấy đứa này lì quá. Bye bye.